Thưa bác, con tên Nguyễn Thị Minh Trang ở thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay con đến đây có một số câu hỏi thắc mắc muốn xin bác giải đáp cho con ạ. À. Con hỏi đi. Câu thứ nhất, thưa bác, con nghe nói bác có trong tay quyển giáo lý đạo Phật khoa học thiền tông mà cả thế giới chưa nơi nào có. Sao bác không trình với giáo hội Phật giáo Việt Nam để xuất bản quyển sách này thành nhiều thứ tiếng để cả thế giới? biết Việt Nam có báo vật Phật giáo thưa bác con suy nghĩ rồi cái quyển là uh, quyền ký xuất bản mà giờ cấm rồi không cho xuất bản nữa thì làm sao cái quyển giáo lý ra đời được vì cái quyển giáo lý này là, là là cái quyển có một không hai trên thế giới này mà giờ cái quyển quyền ký còn không cho thì làm sao mà cái quyển này dám được dám đưa ra anh nào cũng được muốn xuất bản này thì quyền, quyền ký phải cho tái bản và đồng thời cái quyển này mới được xuất bản rồi con hỏi tiếp đi thưa bác con có ý kiến này quyển giáo lý đạo phật khoa học thiền tông việt nam đây là đạo phật khoa học rất quý giá vậy sao bác không trình thử với giáo hội phật giáo việt nam thử xem sao bác đâu có tư cách gì mà trình giáo hội bác không phải là ông thầy tu mà cũng không phải là một Phật tử nữa mà là dù một cái nhà nghiên cứu thôi nhà sưu tầm thôi không có đủ tư cách vào mà đi nói chuyện với mấy ông thầy chứ đừng đừng chi mà nói chuyện với giáo hội thôi con bỏ ý định này đây rồi con hỏi câu thứ ba đi thưa bác tại sao giáo hội Phật giáo Việt Nam không cho xuất bản quyển giáo lý đạo Phật phát cho các thầy học để đạo Phật có giảng sư Phật học chuẩn để các thầy giảng giống nhau thưa bác. Thế phần này á, thì cháu hỏi vậy cũng rất đúng nhưng nó sai chỗ. Cái này thì con phải hỏi giáo hội. Chứ làm sao bác bác đủ tư cách mà hỏi giáo hội? Bác chỉ là một soạn giả bình thường thôi, không đủ tư cách đâu. Nên đã nếu con hỏi thì hôm nào con rảnh, á, con viết thơ con hỏi, còn hoặc là con trực tiếp con hỏi thẳng giáo hội. Cái bác không đủ tư cách ở đâu mắt chỉ là một soạn giả bình thường không được tiếp xúc dài hết chỉ tiếp xúc mấy người bình dân thôi cho những người có chức có vụ có tu này thì thôi bác không dám rớ tới rồi con hỏi câu khác đi thưa bác, con có ý kiến này giáo lý đạo phật khoa học thiền tông việt nam là một bảo vật của đạo phật việt nam mà không đem ra sử dụng thật là quá uổng phải không thưa bác đúng như vậy nhưng mà nó cái kẹt này này cái quyển giáo lý này nó ra, nó nói bằng sự thật. Thì những người mà tu không phải tu giải thoát, họ rất ghét vì thế mà không thể xuất bản trong cái thế giới vật lý này được. Thấy không? Thành ra cái quyển giáo lý này rất khó, rất khó xuất bản lắm. Rồi, con hỏi câu khác đi. Dạ, thưa bác, con hỏi câu kế tiếp ạ. À. Thưa bác, con có ý kiến này. Nếu quyển giáo lý Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông Việt Nam mà bác xuất bản được, thì nhiều người sẽ biết được cái cốt tủy của đạo Phật. Có phải không thưa bác? Đúng rồi, tất cả những người mà đọc được quyển giáo lý đạo Phật khoa học thiền tông Việt Nam thì người này sẽ là người trí tuệ rất cao. Không tin lầm bất cứ cái gì hết. Thấy không? Đó, vì thế mà cái quyển giáo lý đạo Phật khoa học thiền tông này nó có rất giá trị rất cao. Cao tất cao hơn tất cả các sách vở bình thường. Chứ không phải đơn giản nữa. Cháu đọc một ngang quyển sách chưa bằng đọc một quyển sách này. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, nếu quyển giáo lý đạo Phật khoa học thiền tông mà được bác xuất bản, thì Việt Nam sẽ là đạo Phật vua cả thế giới, phải không thưa bác? được đúng rồi. Nếu mà cái quyển giáo lý đạo Phật khoa học thiền tông Việt Nam mà được xuất bản, thì cái quyển này sẽ là vua tất cả các các cái giáo lý của thế giới này, chứ không nhỏ đâu. Thấy không? Con nói rất đúng. Rồi con hỏi câu khác đi. Nếu quyển giáo lý đạo Phật khoa học thiền tông Việt Nam được xuất bản ra nhiều thứ tiếng thì đạo Phật sẽ là đạo số 1 trên thế giới có phải vậy không thưa bác? Đúng rồi. Hiện giờ trên thế giới các đạo là quả là đạo linh thiêng thôi. Không có cái đạo nào gọi là đạo khoa học. Vì thế mà đạo Phật khoa học thiền tông Việt Nam được công bố cho thế giới biết thì đây là cái đạo vua không có đạo hơn, không có cái đạo nào hơn cái đạo khoa học thiền tông Việt Nam, thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, nếu quyển giáo lý đạo Phật khoa học thiền tông được xuất bản thì duy nhất trên thế giới ở Việt Nam đạo Phật có đạo khoa học có phải không thưa bác? Đúng rồi. Trên thế giới chỉ có đạo linh thiền chứ đạo khoa học hoàn toàn không có. Tại Việt Nam cũng không có cái đạo khoa học mà duy nhất chỉ có tại chùa Thiền Tông Tân Diệu mà nó có cái đạo khoa học thôi. Mấy không? Trên thế giới không nơi nào đạo học mà trên thế giới chỉ là đạo linh thiêng, đạo hiển linh thôi chứ không đạo khoa học. Rồi con hỏi tiếp. Thưa bác, à, xin bác giải thích cho con và mọi người biết thành quả của sáu pháp môn tu trong đạo Phật này. Thành quả sáu pháp môn tu thì sáu pháp môn tiểu thừa thì tu sau cùng để thành thánh a la hán quyển thứ cái pháp môn thứ hai là trung thừa tu để thành giảng sư đạo phật quyển thứ ba tu để thành kỹ sư đạo phật quyển thứ tư tu để giảng sanh lên nước cực lạc hưởng sung sướng thứ năm tu để thành thần y trị bệnh thứ sáu tu để trở về phật giới đó là sáu pháp môn tu của Đức Phật rõ ràng như vậy. Rồi, con hỏi tiếp. Dạ thưa bác, cho con hỏi, uh, căn bản của giáo lý Đạo Phật khoa học thiền tông uh, dạy cái gì ạ? Căn bản giáo lý Đạo Phật khoa học thiền tông là Đức Phật dạy về căn bản từ con người bằng khoa học. Tánh người, thân người, dạng vật trên trái đất sinh tồn của trái đất này. Cõi vô hình, kể cả trái đất. Trái đất nó bị hành thành rồi nó bị trụ, rồi nó bị hoại, nó bị diệt của trái đất. Là khoa học, nói cái gì của bằng khoa học, gọi là đạo Phật khoa học. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, tại sao đạo Phật khoa học thiền tông Việt Nam không có cúng cho ai ăn ạ? À? à? tất cả các đạo Phật nó có cúng, nhưng mà riêng cái đặc biệt đạo Phật khoa học thiền tông không cúng. Là sao? Tu để trở về Phật giới. chứ không phải tu để thành cái gì ở đây tu thành cái gì ở đây thì phải cúng còn tu về phật giới thì lo bỏ Kêu mà bỏ của chạy lấy người không có là không có hình thức lễ lọc gì dưới này hết rồi không cầu xin lại đục cúng ai đó tu hiểu để biết chạy về nghe không vì thế mà bỏ cái gì là cúng còn người ta tu ở thế giới này người ta tu cúng là người ta tu theo đạo thánh thì ta phải cúng hoặc là tu đạo thần người ta phải cúng đầu tiên phải cúng tất cả những cái đạo lập ở trên thế đất này hoàn toàn cúng cầu lại lục là phải thực hiện ba cái này còn riêng cái đạo phật khoa học thiền tông tu để chạy chạy ra không có không có dính líu gì tới cái thế giới này làm gì cũng phải không? ý nó như vậy rồi con hỏi tiếp đi dạ thưa bác à, tại sao đạo phật khoa học thiền tông không có tụng kinh thưa bác thì đã nói rồi đạo phật khoa học. trên đất này phật giải đạo để cho mình đọc cái kinh viết ra để cho mình đọc chứ không phải tụng làm sao tụng đọc kinh cho hiểu hành cho đúng để mà trở về phật giới tụng kinh là ngậu nó cái tụng hoài dính cứng ngắt trong cung kinh làm sao giải thoát được bởi vì thế đất này mà dính cái gì thì dính chết ở đó vì thế mà đạo phật không có tụng tụng là gì? đọc thôi đạo phật khoa học thiền tông việt nam chỉ đọc không tụng tụng là cái ngầu nó gõ mỏ tụng hoài không đúng đọc cho biết trở về rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, tại sao Đạo Phật khoa học thiền tông không có lại thưa bác? Lạy ai trái đất này? Trái đất là ngũ thú tập cư. Thần thì quản lý mình, thực thi nhân quả mình. Không lẽ lại, ổng xin ổng, không, không được thi, không được. Thần là th thần là một cái người quản lý, mình không có lại ổng được. Mình, không lẽ mình lại mình. Thần người ngạo quỷ, mình đi không lại, lại ngạo quỷ ngũ thú tập cư con suy nghĩ là lẽ ai trên thế đấy, đấy nó có nó năm loài vậy đó còn súc sanh địa ngục thì nó tệ quá thôi mình không nói tới thấy không quan trọng nhất là cái ông thần thực thi nhân quả và kiểm soát nhân quả mà không ông bắt buộc ông cho lại tôi tôi sử dụng đúng theo luật quy luật vật lý nhân quả chứ không ấy còn người không lẽ mình lại mình có còn ngạo quỷ không lẽ mình lại người quỷ đi được cái gì à, vì thế mà Đạo Phật Thiền Tông không được quyền lại ai hết. Không cúng, không cầu, không lại Là chỗ này Rồi con hỏi tiếp đi Dạ thưa bác Đức Phật không cho lại Cớ sao các quý thầy lại cho yêu cầu Phật tử lại Sao lại có chuyện lạ như vậy thưa bác nó tu vật lý thì phải lại người ta nó ta tu rồi thành ông thầy đó, thì mấy cái người không tu hay là lại người ta mấy người vật lý là được quyền là vì sao ổng bắt ổng lại là gì lại ông đó thì mình có phước một cái ông đó đã bị vô phước cái ông bị lại vô phước thì cứ càng lại càng tốt càng lại mấy ông thầy thì ông thầy càng đi xuống với cái hầm sâu con nhớ trong cái kinh đức phật có nói là khi có, hút có ông anh ông nằm chi bao thấy một cái một, tất cả phật tử đi trên cầu gì mấy ông thầy lần hộp ở dưới sông lại ông thầy mấy ông đó là ông bị là ông được người ta lại chui xuống sông ở đó, sông dơ đó Đóng kinh nói rõ ràng chứ không phải chứ không phải là thiền tông dưỡng chuyện đâu rồi con hỏi tiếp đi dạ thưa bác con và mọi người muốn tu phước thì phải tu như thế nào ạ à? tu phước thì nó dễ lắm bây giờ cái tổ chức của cái xã hội việt nam này nè. cái nơi nào mà có thương binh xã hội đó, cái phòng đó đó cái sở, cái bộ, cái sở, cái phòng, cái bàn Vô trong cái phòng thương binh xã hội này, Con bỏ tiền, con, con phụ giúp cái này Phước đức vô số không? Phước đức vô số, đừng đi tầm bậy Có nghĩa là nếu mà con vô thần mà con cũng không đúng Ông đâu có bàn phước cho mình được đâu Vô thánh cũng vậy Mà chỉ, chỉ vô đúng cái cái thương binh xã hội của cơ quan của nhà nước Hệ thống cơ quan nhà nước, thương binh xã hội con vô đó đó. Con bỏ tiền vô đó à bỏ vật dụng vô đó thì người ta sẽ phát đi thì con có phước đức 100%. Không sai sót một chút nào hết. Đâu rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, con và mọi người muốn tạo công đức thì phải làm sao thưa bác? Tạo công đức thì nó có cái ý thế này nè. Con giúp người ta hiểu cái này là con có công đức. Con giúp người ta trở về Phật giới con có công đức Thì bằng hình thức nào đó Một là con làm bất cứ gì mà người ta hiểu cái này Thì con có công đức Con cứ căn cứ vào cái này Giúp người ta hiểu thiền tông có công đức Giúp người ta trở về Phật giới có công đức Bằng phương tiện gì đó Thì thì con phải làm bằng phương tiện đó Thấy không? Chứ đừng có đi ra tầm bậy theo cái hệ thống thiền tông thì con cứ vào trong cái hệ thống tông nhưng mà bác không nói là làm cái gì nhưng mà cái hệ thống thiền tông còn làm gì cũng có công đức hết Thấy không? ít thì nhiều chứ không có không có cách nào mà nó đi sai không có đi sai qua cái giấy mà nếu mà con có tạo đi vô trong cái hệ thống này mà con có công đức nếu con chấp nó bị bồi thôi chứ công đức không mất nhớ là công đức vẫn có nhưng mà cũng bị bồi đen thôi để để dành đem về phật giới xài thôi rồi con hỏi tiếp đi thưa bác con và mọi người tham gia cầu siêu cho người đã quá cố Vậy có công đức không thưa bác? Phước đức cũng chả có cho được công đức Nên nhớ cầu siêu nó có cái thế giới vật lý này nè Chiến sĩ thì người ta thuộc về Bên cái ngành của người ta Mình không cầu siêu được Người bình thường không cầu siêu bên chiến sĩ được Còn ở người dân thường Cái người chết đó là ai? Mình phải biết một ngàn người chỉ có một người cầu siêu được thôi Chứ không phải là người nào cũng phải cầu siêu được Mình phải hiểu cái ông chết đó, là, là ông đó là ai Ông tử tội mà ông cử tội mà ông lại cầu siêu là con còn chết theo ông luôn Tử tội là cái, là cái người bị về vừa Trên thế giới này đoán mạng bằng tứ đại xuống dưới âm phủ Đi vào tầng thứ 18 con cầu nổi không Phải không phải hiểu còn bên quân đội là của riêng à, bên quân đội của người ta. Tổ quốc, bên cái đó là bên tổ quốc kỳ công của người ta, chứ không phải bên dân sự không được. Mình ở đây, sống ở đây gọi là sống bằng dân sự, tu theo dân sự, chứ không phải tu theo quân sự được. Quân sự nó khác, quân sự nó có hệ thống riêng của nó, thấy không? Rồi, con hỏi tiếp đi. Thưa bác, con ở thành phố, con vào chùa Ngọc Hoàng để cúng dường, vậy có công đức không thưa bác? Chùa Ngọc Hoàng nó là ai? Là Thánh. Cúng Thánh mà là làm sao có công đức. Phước. May lắm là có phước đức thôi. Nhưng mà nên nhớ rằng cúng để làm cái gì? Ngọc Hoàng có ban phước con được không? Không có thì con không có phước đức. Mà cúng cái chùa Ngọc Hoàng thì coi coi trực. Ai ở đó? Ai ở trong chùa đó? Phần này bác không nói rõ là hoàn toàn phước đức còn không có chứ đừng nói chi phước công đức vô cái chùa thờ này gọi là thờ, ngọc hoàng là thờ thánh nên nhớ là thánh con tu con, con, con. nếu mà con tu thiền tông con hiểu con phải hiểu thánh đó là ai Thấy không con có công đức phước đức cộng là nằm ở chỗ này con cúng ai thì mới có phước đức cúng ai mới có công đức cúng ai mới bị ác đức con phải hiểu cái thế giới này nó là vậy rồi con hỏi tiếp đi thưa bác À, trước đây con có tu theo trước đây con có ngồi thiền nhìn thấy đức hình bóng của đức Phật A Di Đà vậy đức, hình bóng của Đức Phật A Di Đà có thật không thưa bác? Con biết A Di Đà Phật là ai Phật ở Phật giới ông A Di Đà này ông có cái nguyện ông có cái hành tinh tịnh độ lâu lâu ông ông mới đến tới cái cái hành tinh ông ông giải đạo hành tinh tam giới cái dòng dòng ba của tam giới ông thì giờ đâu mà ông, ông thì giờ đâu mà ông hiện cho con thấy trái đất này là nơi ngũ thú tật cư người nào ở trái đất này hiện được là thánh con thấy đó là thấy thánh chứ không phải dây di đà giờ con suy nghĩ ở ở cả trái đất này ta ngồi thiền thấy a di đà ai cũng thấy không lẽ ông ông phân thân có nghĩa là thánh lúc nào cũng nào ở sát bên con con phải hiểu công thức này nè trên đất này quản lý là thần vụ con ở lại trên đất này là thánh không cho con về đó thì con muốn thấy ai di đà là thánh hiện cho con thấy đó theo con ông di đà vì thế mà trong kinh nghiêm kinh Nghiên ca đức phật bảo là gặp phật phí giết phật gặp ai di đà thì ông lôi ông ra giết ông liền không? thì mới tu đúng thiền tông à, Thì mình phải hiểu cái thế giới này Mình tu theo đạo Phật là phải hiểu cái quy luật vật lý của nó Tới đất này là ai ai có hiện hình biến tướng được là ai Mình phải hiểu cái này Thì tu đạo Phật mới, mới, tu đúng được Rồi con hỏi tiếp đi Có người tu đạo khác hỏi con Tu theo đạo Phật để được cái gì Con trả lời để giải thoát Người này hỏi Vậy con giải thoát để đi về đâu Con trả lời không được Con xấu hổ quá vậy con phải học giải thoát ở kinh sách nào thưa bác bởi vậy con tu mà con không hiểu thì trả lời trực vật thế giờ muốn muốn học cái này căn bản không phải vô học cái giáo lý trước đạo nào cũng vậy đạo nào nếu mà đạo giải thoát thì con phải học cái đạo giải thoát giáo đọc cái quyển giáo lý của đạo giải thoát thì con mới biết được giải thoát chứ bây giờ cái đạo cái đạo không dạy giải thoát cái đạo mà dạy con đi hưởng phước thì làm sao giải thoát nghe không vì thế mà con phải tìm được cái quyển giải thoát con học thì con mới nói cái chuyện đạo giải thoát được còn nếu con không tìm được cái quyển này thì thôi con bị người ta chửi con ráng chịu không? có nghĩa là không biết chữ về đặt đi dạy chữ người ta là sao nó chửi ráng chịu biết giải thoát thì nói còn không biết thì thôi không không biết giải thoát mà đi chỗ này chỗ kia nói tùm lum là lá thì nó chửi ráng hại thì nó chửi con con xấu hổ con ráng chịu tại vì cái 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 tật của con là không biết giải thoát mà bề đặt đi nói người ta về giải thoát phải không thôi cố gắng về kiếm vợ quyển giáo lý giải thoát học đi rồi mới đi ra ngoài nói còn không biết thôi rồi con hỏi tiếp đi dạ thưa bác, đạo phật là đạo giải thoát con tu theo đạo phật mà hai chữ giải thoát con cũng không biết con quá xấu hổ khi nào quyển giáo lý đạo Phật khoa học thiền tông xuất bản Bác cho con xin một cuốn Thưa bác Ráng đợi đi Chừng nào nhà xuất bản nó cho xuất bản Thì bác sẽ thông báo trên mạng đó Thì mặt tình đây lại muốn xin 10 quyển Bác cũng cho chứ không có được một quyển đâu Thấy không Khi mà cái quyển mà giải thoát ra đời Thì ai xin bao nhiêu bác có cho Đáp ứng cho Thấy không Bao nhiêu cũng cho hết Đại diện một làng là xin bác cũng cho nữa Đại diện một tỉnh là xin bác cũng cho luôn đó thấy không? Vì cái cái quyển giáo lý này nè, bác sản bác xuất bản không hạn chế số lượng. Nhưng mà xin ở đâu thì cho tới đó. Thấy không? Nhưng muốn ấy phải đăng ký trước. Ví dụ mà con xin trăm quyển thì bác phải đăng ký để gì? Bác in móc tiền coi coi còn đủ không mới đi in nữa rồi con hỏi tiếp đi dạ thưa bác con có ý kiến này Ngày xưa Đức Phật tiên dạy pháp môn thanh tịnh thiền trên mặt bằng núi Linh Sơn, các đệ tử của ngài cũng cho ngài bị ma ám. Ngày nay chùa Thiền Tông Tân Diệu trình bày pháp môn giải thoát, vậy cớ sao các thầy lại cho là của bọn ma vương thưa bác? Thì cái này nó đúng rồi. Ông Phật còn nói ổng là ma vương hướng chi cái chùa Tân Diệu. ông Phật thì nó nói ổng là ma ám, còn cho Tân Diệu nó thuộc dù quỷ dương chứ không phải ma vương đâu, được quỷ dương. Thiền tông là quỷ dương của trái đất này nè. Nó chửi ma dương còn nhẹ, chứ nó chửi quỷ dương mới là đúng. Vì nó phá mà nó phá việc làm ăn của ta. trái đất này ta cúng mà nó, nói thật thật rồi sao ta cúng được. Thì nó chửi là ma dương, quỷ dương, tà đạo rất đúng. Không sao. Thì bác cũng vui vẻ thôi. Bởi vì chú hiểu. Nguyễn Giáo Lý nói là nếu phổ biến ra thì nó chửi đủ thứ. Những danh từ nặng nhất nó sẽ chửi. Con có chiêu nói không? trừ giết con thôi chứ nó chữ chuyện thoải mái cho nó thôi, cho nó chữ thoải mái luôn. Đừng có giết, giết thì nó bị vi phạm cái luật hình sự của trái đất này. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, mục đích của đạo Phật là giải thoát, có sao các tiến sĩ Phật học lại không biết thưa bác? Cái giải thoát này thì mới Đức Phật mới cho công bố cách nay 3 năm. Ông giết trước, ông giết trước là 2500 64 năm về trước Ông mới cho công bố vào năm nghìn năm Thì mấy ông thầy tiến sĩ làm sao biết được Để nhớ là không biết Bởi vì cái đạo Phật, cái đạo giải thoát này mấy ngàn năm sau Mấy ngàn năm lưu hành không hoàn toàn không ai biết cái chữ giải thoát là cái gì Mà ta chỉ nói tu tưởng thôi Thấy không? Vì thế mà không biết là vậy Thầy mà mình cũng không trách người ta đâu Vì cái này mà bây giờ mới vừa ra công bố ra nó là của Mỹ Quỷ Dương rồi tụi con suy nghĩ là làm sao ai biết. Công bố giải thoát ra nó là của Mã Dương. Làm sao? thì phải chịu chứ sao? Ông Phật đã nói trước rồi. Giờ hỏi con dám mà ông dám công bố không? Nó nói chửi con ma Dương con chịu rồi. Ôi Quỷ Dương cũng được chứ Mã Dương cũng thua gì. Rồi hỏi tiếp đi. Các vị trong đạo Phật đi giảng đạo giải thoát, cứ sao các thầy không biết mà cứ đi giảng hoài, vậy ai chịu trách nhiệm sai sót? này thưa bác. Chịu trách nhiệm là cái ông cái ông quản lý của ông thầy đó, chịu trách nhiệm của ông, của ông đó đó. Ông nào cử ông thầy này đi là ông thầy cái ông đó chịu trách nhiệm. Đó. Chứ làm sao biết. Giống như con con sai ai đi làm cái gì á, nó làm tao bậy cho con chịu trách nhiệm. Còn cái ông nào mà sai cái ông thầy đi giảng mà không biết á, giảng tao bậy ba cái ông sai đó là cái ông đó chịu trách nhiệm đó. Thế giờ con lục hồ sơ lại coi ông nào con thấy cái ông nào đi giảng sai thì con hỏi chứ ông ở đâu ở chùa nào nó, à, tôi chùa a chùa b thì ông lại có chùa đó nó hỏi tại sao cái ông giảng tầm bậy mà ông cho đi giảng hoài vậy con phải hỏi mấy cái, chủ, cái chỗ đó, đó mới đúng Thấy không còn bác chỉ biết phân tích thôi chứ còn bác không biết nữa. chứ không thể nói đi sâu vào được rồi con hỏi tiếp đi dạ con cảm ơn bác con đã xin hết hết câu hỏi ạ à.